Rồi, đây là năm câu hỏi của bài số 10, Lễ Thành Hôn. Câu số 1, Phụng Hoàng và Mẫu Hậu của Công Chúa Yashodhara là ai? Công Chúa và Thái Tử kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi? Này các anh nhớ không? Nhớ chữ Billy không? Vô gì? Dạ, bạch sư. Phụ hoàng của công chúa Yashodhara, Tara là Subhabhutha, và hoàng hậu và mẫu hậu của công chúa là hoàng hậu Pamita. Và công chúa và thái tử kết hôn vào lúc 16 tuổi. À, rồi câu số 2. Gạch dưới các danh từ trung tính vị ngữ ác có hình thức như cú lá được sử dụng trong đoạn văn và tập kia các danh từ đó. Tí nữa mình sẽ gạch dưới hàm khi mình đọc đoạn văn. Hãy cho biết về cách sử dụng giới từ và tìm các giới từ đã được sử dụng trong đoạn văn. Giới từ được sử dụng sao? Xem trong cách sử dụng giới từ nè. Cách sử dụng giới từ để làm gì? Là tiếng dùng để sự chỉ sự tương quan ý nghĩa giữa một tiếng với một cụm từ của nó, tức là giới từ cho nó sử dụng với một từ dùng để làm cụm từ của nó, mà tùy theo giới từ mà danh từ nó sẽ chia ở cách thứ mấy. Ví dụ như là Saha Sathin thì nó được chia ở cách thứ 3, Anyata được chia với cách thứ 5, rồi Pacha được chia với cách thứ 6, Hetha được chia với cách thứ 6, thì dù vậy thì đó là cách sử dụng giới từ. Rồi cũng tìm các giới từ dùng trong động văn ha. Câu thứ tư, tiếng Việt ngữ tô có cách hình thành và phương thức sử dụng như thế nào? Cho ví dụ. Trả lời câu số 4. Ai trả lời câu số 4 được? Sư, con xin trả lời. Tiếp vị ngữ tô được sử dụng ghép với một số danh từ, tính từ và đại danh từ để thay thế cho sử dụng cách, xuất xứ cách và định sở cách. Ví dụ như là thay thế cho sử dụng cách, như là đắc khí ná cộng tô thì đắc khí ná tô, hay là tá cộng tô thì tá tô. Tá tô đó là không. Đó là cách 5. Còn cách 3, cách sử dụng cách tiếp là ú phá cộng tô là ú phá tô. Còn mà thay thế cho xuất xứ cách đó, thì mới là tá cộng tô là tá tô từ đó. Còn cách 7 là định sở, thay thế cho định sở cách là muốn khá cộng tô là muốn khá tô là trong miệng. Thưa sư xin hết. Đó, chỉ cần mình tìm được các danh từ, các đại danh từ, các tính từ thì mình cứ thêm nó thôi, rồi mình muốn dịch, mình muốn cho nó sạch sử dụng ở cách nào thì mình dịch theo cách đó thôi. Cái nào nó giống nhau dịch thôi. Rồi câu số 5, hãy tập đặt câu với các giới từ xá sát sinh âm tô tân tích càng anh nhất rác. Rồi bây giờ chúng ta tập đặt câu với các giới từ này. Ai đặt được đặt câu viết lại ở trong chat.
mỗi người đặt một từ đi. Chú Năm An Tần nãy có nhận được số máy của Si chưa? Để chúng ta làm viết lại trong chat. Thấy sư con mới vừa chát thôi. Hero Antarawa Kima Sukhin Satuno Santikam Kachi. Vị trưởng lão và đệ tử đã đi đến Đức Thế Tôn. Em phải thêm chữ nữa cho nó rõ. Nô ha, vị trưởng lão và đệ tử của mình đã đi đến Đức Thế Tôn, đã đi đến nơi của Đức Thế Tôn hoặc đến chỗ của Đức Thế Tôn cũng ở bậc đạo sư. Upasaka, upasika, upasikena, saha araman kachi. Cái này là sao? Đây dịch sao? Đó, tín nữ cùng với thiện nam đã đi đến chùa.
Nam thì Nam thì Upasak. Upasak tên á, nhà có bị sai, cái đó là sai. Okay. Rồi. Còn ai biết nữa không? Để tập viết đi chứ. Quyển 2 mà biết mấy câu với các giới từ này không được là Hảo là sao tập viết đi. So mấy cha anh á, trác ngoài trừ tôi, anh ấy là người cao nhất, anh ấy cao nhất. Chúng ta có mô hồi ý. Giờ đủ rồi đó, bắt chữ rồi ha. Rồi bây giờ tập đoạn văn. Mangalang Raja Nagarasmi Sapata Raja Parisayu Jah Mahajanu Jah Ahang Sitapu Nama Raja Kumar Rasa Raja Niya Dithami Atako Soyaso Tara Nama Raja Kumar Riya Saha Awahi Satiti Raja to sa sanang sutua ati viya mô đình su te ma yang rat thang pa le tung se pa wan tam hi guna wan tam hi ra chang lap hi sa ma ti kin ta na to pa mô đình su ya so ta ra ra cha kumare bim pa wa phát ta kai cha na wa nam a hồ si sa de wa nat ta Sa đề quá đa hạ nắc a rê sô pa pu tha ra cha sa cha pa mi ta đề vi cha ra cha ti ta a hô si sa ko li yo a hô si sa pa cha ra hô la ma ta na ma a pa vi a wa hạ mang a lang a sa hạ ma ta sa kun na mi yang o ra o la ri kang pa ti pa i tang a hô si Atha nagarasa anto cha pahi paramana pi raja parisa pi maha jana pi apa winsu sama gantung agata idani raja kumaro cha kumari cha sola sahi ayu kamanehi paripunna ahesum Raja Tasmin Tivasepi Raja Kumarasa Raja Niyadesi Awaha Mangalang Raja Nagarasmin Sapata Raja Parisayoja Mahajanoja Ahang Sitato Nama Raja Kumarasa Raja Niyadesami Athako soya so thara nama raja kumariya saha awahi satiti Raja to sa sanang sutwa ati viya mô đình su Te mayang rathang pa le sung tipa wan tam pi Kuna wan tam pi rajang lapi sa mati Intana to pa mô đình su Ya so thara raja kumare bimpa wa phatta kajana wa nama ahusi sa dewa tahanakare supa putha raja sa
cha pamita devi cha raja thi tata ahosi sa koliyo ahosi sa pachara hula mata nama apavi awah awaha mangalang asalha masasa unna minyang olarikan patipaditan ahosi atha nagarasa anto japahi brahmanapi raja parisapi mahajanapi apawinsu samagantung agatha idani raja kumaro cha raja kumari cha solasahi ayupamanehi paripunna ahesum raja tasmin divasepi raja kumara sa rajang niyadesi Ravia Maya, lớp giơ tay lên để tập đọc bài. Cô Tân mời lớp đọc bài. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư con xin đọc bài ạ. À. Awahana Mangalang. Raja na garasmin sabbatha raja raja parisayo cha mahajano cha ahang sikthato nama raja kumarasa rajang niya desami athakoso yasothara Yasothara nama Raja Kumariya Raja Kumariya saha Awahisatiti Raja to Sasanang sutwa Atiwiya Bodhimsu Temayang Ratang Paletung Sipa Wantampi Guna Wantampi Rajang Lafisamati Cintanato Pamodimsu Yasothara Raja Kumari Bimbawa Fada Kacana Wa Nama Nama Ahosi Sa Dewa Daha Nagare Subba Buddha Rajasa Cha Pamita Deviya Cha Raja Dita Ahosi Sakuliyo Ahosi Sapacha Rahula Mata Nama Afavui Awaha Mangalang Asalha Masasa Punamiyang Olakikang Pati paditang ahosi Atha nagarasa antocha Bahi pramana Pramana Pi raja parisa Pi mahayana Pi afa winsu Samagantum agata Idani raja kumarocha Raja kumarica Sola sahi Ayupamanehi Paripunna Ahesum Raja tasmin Diwasepi Raja kumarasa Rajang Niyadesi. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật, xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư con xin đọc ạ. À. Awahana Mangalang Raja Nagara Ris Raja Nagara Smin Sapatha Raja Parisayo Cha Mahachano Cha Ahang Sap Sithatho Nama Raja Kumarasa Rachang Niya Desami Athakoso Yasothara nama Raja Kumariya Saha
A quý, A quá hí xá tí, A quá hí xá tí tí. Đẩy lên giùm, bạch sư đẩy lên giùm con. Ra chát tô, xa xá nàng xuất tòa, á tí quý giá, mô đi tùng, tê má giang rách thăng, ba lê tùng, xếp bá hoành tâm bí, uốn ná hoành tâm bí, ra chăng. Lát bích xa ma tí, chín tá ná tô, bá mô đình xú, giá sô thá ra cha, giá sô thá ra, cha cú ma ri bìm pa hoa, phách đa cách cha na. À đề ha na về sub kaput ta ra cha sa cha. Cô Phúng, cô Bảo đang đọc của cô Phúng. Ủa, ủa cô mở máy. Dạ cô Bảo đọc tiếp đi cô. Dạ sa đề quá đa ha na ga re sub pa bút tha ra ra cha sa cha ba mi ta đề quý giá đề quý già. Chá ra chá thì ta á hồ xí sa cô lý vô á hồ xí sa bách trà ra hú lá ma ta na má á phá quý a hoa há măng cá lăng a san há ma sa há sa sa bồ ná mi dăng ô la lý căng bát tí pa đi tăng a hồ xí Atha Nagarasa Antocha Bahi Ramana Bi Raja Parisa Bi Mahachana Bi Apa Winsu Sama Gantung Agata Idani Raja Kumarocha Raja Kumaricha Solas Sô la sa hi a yô pa ma ne hi ba ri bun na a hi sung ra cha tas minh đi qua se pi ra cha cú ma ra sa ra chăng đi ya đề si. Con xin hết ạ. À. Mỗi chia ra hai đoạn ha. Người đầu tiên mình đọc tới cái chữ chim ta na to pha mô đinh su. Tại đó người thứ hai mình đọc tiếp từ Yato Thara Raja Kumari Kum Pimpawa. Rồi mọi người tiếp theo. Dạ xin mời Phật tử Phúng. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. À, xin chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Rất là xin lỗi nãy cái mic mở mà không biết. Dạ. À và Hanama A à, hòa ha na mặn ga lào ra cha ba ri sa yo cha ma ha cha no cha ra cha na ga ras minh sắp bát tha a hằng chít đắt tô ra cha cú ma rô rách chăng nít gia đi sa mi a tha khô sô ya sô đa ra na ma ra cha cú ma ri sa sa ha a quá hít sát tì tí ra cha tổ xà xa nặng sức tòa a ti vi gia mồ đi sùng a ti vi gia mồ đình xú tề ma dặn rắc thằng bà lệ tùng sắp ba vằn tăng bi cu na vằn tăng bi ra chẳng lắp phí xà ma tí chín ta na tổ ba mồ điện số tới đây phải không sư? À, đúng rồi, dạ, dạ nhưng mà bây giờ sách đó nó sẽ khác với trên file của sư rồi á. Mấy cái cô cứ cố gắng nhìn trên file đi, tại vì sách nó hơi khác rồi đó. Trên file sư đã sửa rồi. Dạ. Dạ xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Jaso thana ra ra cha kumari
bim ba qua phách đa cách cha na qua na má hô tí sa đê quá đá há na gá rê súp bá bút thá rai chá xá chá bá mi ta đê quy ra chá rai chá thi ta hô xí sa cô lý dô hô tí sa bách cha ra hú na ma ta ma na má á phà tí a qua há măng gá lăng a sa hal pun na mỹ rằng ô la lý căng patipa đi tăng a hồ xí a thá na rá rá xá an tô chá bá hí ra má na pí ra chá pa rí xa pí má ha chá na pí a phà quân xú sa ma gần tùm a gá tà Y đà ni ra chá cú ma rô chá ra chá cú ma ri chá sô la sa hí ai rúp pa ma nê hí pa ri pun na á hê sùm ra chá tas minh đi hoa sê pí ra chá cú ma rá xá ra chăng ni ya đê sĩ. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Để hẹ bàn tay xuống coi nó bị chia chữ. Được rồi, thưa sư xin đọc. Thì đọc lại đầu tiên. Ơ sư, sư lui xuống một con. Sư lui xuống đầu tiên giùm con. Thưa sư chỉnh đầu trang giùm chị. Lui màn hình xuống một con. Alo, có gì không? Dạ, dạ, cô lưu chưa? Con đọc đầu tiên. Dạ. Dạ, thầy sư xin đọc. A wa ha na mang ga lang te tre na ga rak min sa pa tha re tre pa ri se yo che ma ha tre no che a hang chit đất thất chít tháp tô chít tháp thô nà má để trái cú mà rách xá rách trăng lý dè đề xà mí á thá khô sô dê sô thá rê nà má để trái cú mà rí dè xá hé à quá hí hít xà tí tí. Dạ thưa sư kéo lên giùm con. Rê trê tô xe xe năng chú tòa á tí quý giá mùa thiên chú mùa rình chú đề tề mai dân rác thần bà lê tùm chíp bá quanh tàm bí vũ ná quanh tàm bí rê trăng lá phí xe mà tí chinh tên nát tô ba mùa đình số giá sô thá rè kè trá cú mờ rì bìm ba qua phát đà cách chà nà qua nà má á hô xí xà đề quá đá há ná gá rì chấp ba bút thá rè chát xá chá ba mi ta đề quý già chá rè chá thi ta á hồ xí xà cô đi vô á hồ xí xà bách chà rè hú lá mê ta. Dạ 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 có còn Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa sư hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta tìm các danh từ trung tính có vị ngữ ác như là khu lộ ác. Rồi tìm luôn giới từ à. Rồi ai tìm được nói coi.
Dạ bạch sư, con tìm giới từ trung tính ạ, là xa xá năng, là tin tức thông điệp, là trung tính ạ. Đó là danh từ. Dạ. Xa xá năng. Dạ. Và rát thăng là quốc độ. Rát thăng. Dạ. Thứ ba nó là đê quá đá há ná gá rê ạ. Là xa xá năng nó nằm ở đâu tôi không thấy ạ. Dạ bên bên trang trang nữa thôi sư, lên một chút nữa ạ. À đây xa xá năng. Dạ. Xa xá năng. Dạ. Đê quá đá há ná gá rê ạ. Đê quá đá há ná gá rê, tất cả các chữ mà chỉ cho thành đê quá đá há ná gá rá, thành đê quá đá há thì nó đều là trung tính ha, lấy một chữ thôi. Vậy thì rồi còn chữ nào nữa không? Dạ còn ai chữ là a rú pá ma nê hí ạ, là độ tuổi ạ, bên dưới ạ. À, chữ con ma nê hí. Dạ đó, dòng thứ hai ạ, a rú pá ma nê hí ạ. Chữ đó phải không? Không phải ạ. Dạ, thế bạch sư con hết rồi ạ. Dạ. Ông màn đi. Màn đi. Sư cũng từ áo quá, phá lăng cái lăng. Lăng. Có giới từ không? Nãy giờ chưa ai tìm giới từ nè. Bát cha, dạ. Bạch sư có chữ Nagara, Nagarasa Anto. Dạ chữ bát cha, sư thưa sư. Đạo sư đang tìm. Không thấy. Hàng hai. Sa bách cha rahu lá ma ta. Chữ bát cha trong trường hợp này nó không phải là giới từ. Bạch sư có từ xá há ở phía bên trên sư ạ. Xá há là chữ xá há ở trong trường hợp đó nó là tạm từ chỉ nơi chốn, nó là thời gian. Dạ. Bạch sư còn chữ ăn tô và bá hí nữa ạ. Ăn tô. Đoạn thứ hai ạ. Ăn tô. Bá hí. Ăn tô bên trên nó phải có một cái từ đi cùng với nó thì nó mới mới được à, thì mới là giới từ ăn tô. Chữ chim tá mát tô này cũng dạng danh từ trung tính ha, nó cộng với tô chim tá mát. Dạ rồi vậy là hết ha, là xong phần giới từ với đó là phần độc động văn. Giờ phần vậy mình chẳng chuyển sang phần giải bài tập ha. Giải bài tập chắc khỏi đọc đi, bây giờ giải luôn đi. Cô Trân có mở bài tập sẵn chưa? Dạ rồi sư. Rồi bốn bài tập lên cho lớp xem số bài tập. Rồi giờ lớp và sửa ra được câu nào phần tiếng Việt mình có thể đọc hoặc phần viết trong chat để người ta copy cũng được.
Bạch sư con sửa câu số 4 ạ. Dạ, bạch sư con sửa câu 3 ạ. Dạ, thầy sư cho con sửa câu 1. Dạ, còn câu 2 với câu 5. Bạch sư con xin sửa câu số 2 ạ. Dạ, con xin sửa câu số 5 ạ. Dạ, thưa sư, con xin sửa câu số 5 ạ. Dạ, con. Trân viết giùm cô nha Trân. Dạ. Đọc đi cô. Giá sô thá ra. Cô sửa câu 2 phải không cô? À. Giá sô thá ra. Không, cô lộn rồi. Câu 2 tầng. À, cách chá nà. Cô lộn rồi, mình đang làm phần Bali sang tiếng Việt. Cái gì con? Mình đang là sửa bài tập là phần Bali dịch sang tiếng Việt. Cái gì trên? Mình đang làm Bali dịch sang tiếng Việt chứ không phải Việt sang Bali cô. Bali sang Việt trước. Bali sang tiếng Việt kỳ rồi, dịch rồi mà. Dạ chưa. Rồi, à, sau khi tổ chức lễ thành hôn cho Hoàng Nam Đức vua một tiền chuyển lên là đã nhường ngôi. Cho Đức vua đã nhường ngôi cho Thái tử. Thế rồi. Cảm ơn.
Dạ thưa sư xong rồi ạ. Rồi bây giờ chúng ta xem bài sửa ha. Raja Kumara sa awaha mangalang pasadamki olari yang petipadiji lễ thành hôn của thái tử, lễ thành hôn của thái tử ha, đã được tổ chức long trọng tại hoàng cung. Rồi được rồi. Rồi câu số 2. Upalo raja putasa awaha mangkalang petipade tua tata rejang niyadeti. Sau khi tổ chức lễ thành hôn cho hoàng nam, đức vua đã nhường ngôi cho thái tử. Đức vua đã nhường ngôi cho thái tử, hay là đã trên dịch là hoàng nam rồi, thì ở dưới đây mình dịch là ngài đi. Ngài ở đây chỉ cho thái tử. Rồi câu số 3. Nakarasa pahi pramanapi raja parisapi awaha mangalang samagachi su các bà la môn lẫn quần thần, các bà la môn lẫn quần thần bên ngoài thành đã được đã tham dự lễ thành hôn, đã tham dự lễ thành hôn. Rồi câu số 5, câu số 4. Raja Nagara to Raja Nagara sa Anto Chana Pupalo Raja Kumara sa Raja Nidya de Siti sa Tanang Suni Tua Pak Mojum. Bên trong bằng thành, dân chúng đã vui mừng sau khi nghe thông tin đức vua sẽ nhường ngôi cho thái tử. Nghe cũng được, hoặc làm dịch là dân chúng bên trong hoàng thành cũng được, dịch vậy cũng tạm tạm. Rồi câu số 5. Yasothara devatahanakarasmin vasati panasitatha raja kumaro kapilang vatunagare vasanti. Ông chúa Yasothara sống ở thành Devadatta, nhưng thái tử Siddhartha sống ở thành Katilambe. Rồi đây mình sửa thêm 5 câu tiếng Việt sang Pali đi, chúng ta còn 30 phút để mình sửa thêm. Bà Sương sửa câu số 3. À, con Bạch Sư con xin sửa câu số 2. Dạ thưa sư con sửa câu số 1. Trân viết giùm con nha, coi Trân. Yasothara. Dạ hình như còn câu câu 4, câu 5 hả? Bạch sư con xin sửa câu 4 ạ. Dạ. Câu 5 á.
phù phần là phát đa cách cha nà nà má hồ tí nà mặt trời nà mặt trời đại ca của ma đại ca còn câu năm chưa ai sửa. Trang ơi, chị đi hỏi cái chữ N chấm trên này làm cái chỗ này chị quên rồi. N chấm trên đó Trang. Chị bấm đây thì N chấm dưới, N chấm trên làm chỗ này quên cho chữ gì quên rồi ha. Dạ, câu năm con cũng xin sửa luôn ạ. À. Chị ghi đây làm sửa dùm chữ N chấm trên sau nha. Dạ. Dạ. Nếu mà chị bấm N chấm dưới sao thì N chấm trên nó cũng đổi chứ N là được á. Dạ. Dạ. Trời ơi, cái hồn mà, tối nó phụ giật mình kìa. Rồi, nó gọi là chấm dưới chứ không chơi được ta. Bấm lần nữa ha. Internet, chứ internet N thì là chấm dưới, còn internet control N thì là chấm trên. Mình bấm chữ Barry nha. Chị đánh đi rồi lát em sửa giùm chị. Mà thôi em sửa giùm đi chứ coi bấm nó cũng gì à. Chị đánh đi. Chạy rồi. 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 Để mình tìm người trên là chấm trên làm đâu rồi. Đang mở mic tắt giùm tại ồn quá, hình như tiếng hơi sao á. Chị Tiên hả? Dạ. Yeah.
Dạ thưa sư, xong rồi ạ. Rồi chúng ta xem sửa bài ha. Câu số 1 mình phân ra đi. Các vị vua cùng những quan đại thần đã dự lễ, đã dự lễ thành hôn, đã dự trước đi, đã dự lễ thành hôn của thái tử 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì đức vua là số 1, cùng là số 3, những quan đại thần là số 2, đã dự lễ là số 6, đã dự là số 6, lễ thành hôn là số 5, của thái tử là số 4. Rồi giờ chúng ta xem có đúng hay không. Vua cùng với các quan đại thần, quan đại thần mà nãy dự mà cái chi chú các vị vua in sứ thần để thành hôn của thái tử. Rồi câu số 2, con chúa Yasodhara Yayudhara chúa Yasodhara là một, còn có tên gọi là luôn, là riêng hay chung sư? Không chung, là riêng chứ hả sư? Là riêng hả sao sư? Bạn đề ca chiên chiên để ở đây mình có là Yasodhara là số 1, Phát Đa Cái Cha Na Nam Má là số 2, Nam Má tên gọi là số 3. Cái động từ này nó có thể viết ở quá khứ hiện tại cũng được. Đây là số 3, số 4 hả sư?
sư sư vậy là tắt ra phải không sư? Cái nguyên cái cụm đó còn có tên gọi là Namahu. Sao hồi nãy cái nó bị tắt tiếng á sư? Chỉ là sao? Đi vậy đi. Vậy hô tí Nam Má Hô Tí còn có tên là nguyên hai chữ này gom nó một cái nghĩa. Rồi câu thứ ba, Thái tử Sĩ Đạt Ta. Dạ, thưa sư cho con hỏi là cái chỗ mà công chúa Yayudhara đó, Yashodhara đó, thì có thể là mình ghi thêm là Yashodhara Rajakumari không ạ? Được, nhưng mà tại mình chưa học ở dạng y, cái biển một mình chưa học ở dạng y. Dạ. Bài tập này sẽ được viết lại ở câu 2, ở biển 2 khi học ngôn ngữ y xong viết đầy đủ. Dạ vâng, con... dạ vâng. Mình dịch thêm. Dạ vâng, con cảm ơn sư. Dạ. Rồi, câu số 3. Thái tử Sĩ Đạt Ta là 1. Hòa là 2. Công chúa Gia Du là Đa La là 3. Có cùng độ tuổi là 4. Cái câu này theo thứ tự vậy luôn ha. Đi dư ha. Ai giúp có mà này ghi thì bỏ đi. Tạm bỏ cái chữ Rajakumari đi để mình mốt mình học tới bài được nó mới dễ. Chi vậy thì mấy người mới ta không hiểu. Ủa vậy khỏi thêm chữ chá nữa hả sư? Thêm cũng được, anh thêm cũng được, thêm như kể thêm như mình nói chữ chá cho nó. Rồi câu số 4. Đức vua Tịnh Phạn đã mời, vua Tịnh Phạn là 1, đã mời là 2. Các vị vua là 3, hòa là 4, những bà la môn là 5, tham dự là 6, hôn lễ là 7. Vua Tịnh Phạn là số 1, đã mời là số 7. Các vị vua thì các vị vua là số 5. Các vị vua là số 4, hòa là số 5, những bà la môn
mời các vị vua. Các vị vua lá số 3 tham dự lá số 3 hùng lễ là số 2 là vì mình xem phải là vua Tinh Hoàng. Vua Tinh Hoàng để ở đây mình phải chữ sử dụng xuất thô đã nát ra cha mình môn Brahmanicha đến sư, nếu mà không dùng tung với sư nghĩa là áo quà ham ham măng gá lá xá hả sư? Dạ cái gì con nói nếu mà không dùng tung á sa ma gá chi tung nếu mà không dùng mà sa ma gá ma sa ma gá ma xá thì dùng áo quà ham măng gá lá xá luôn hả sư? Từ tại vì chưa học tung. Tại mà cái câu sa ma ga ma xá tại chưa học tung mới sư là cái cô đã biết là ở cách thứ tư. Nhân tử cách thứ tư. Thì samagachi tung ao ha mang cái lần samagachi tung thì dễ, còn cái câu này lại học chưa học tung. Sư, con thấy sách cũ là có chữ đến dự. Đến dự thì để cách tư luôn cũng được mà sư. Đến tham dự hôn lễ á. Tùng thì dễ, sao mà cái chi tùng thì
Awamahang Wahamangalam. Chí Tung Tư Tung chưa học. Không học chưa ta? Chưa. Sao mà gắn má cũng tham dự luôn mà danh từ. Để đó thì để quý vị sẽ chỉnh sửa lại sao. Hai câu số 5 đi. Tạm gì đi rồi. Ông con đi sửa cái này tí đi rồi. Sao thì có gì. Sửa đây đâu câu số 4 lên câu số 4 tí. Câu này chúng phải chỉnh sửa câu số 4. Sửa chỗ cái này a quá măng cái lát tát này đi. Chữ ăn này thêm chữ chữ hai chữ. À, cũng phải dùng cách thứ tư luôn. Măng gá lá xá hả sư? Thứ tư luôn. Măng gá lá xá. Rồi. Câu số 5. Tạm chỉ đi rồi có gì để thực hiện ra. Ý là câu này là tạm nợ hay là đúng hay là để đây sư coi lại. Để đây ha. Lễ thành hôn của thái tử là được tổ chức tại quận. Lễ thành hôn một của thái tử hai đã được tổ chức ba tại hoàng cung là bốn vào ngày rằm tháng a sang tháng đi chung lúc cũng được ngày rằm tháng a sang tháng đi chung cũng được rồi lễ thành hôn của thái tử cái lễ thành hôn là số 2 thái tử là số 1 được tổ chức là số 6 tại hoàng cung là số 5 vào ngày rằm là số 4 tháng a tào tháng là số 3 thì ở đây thì có là được tổ chức thì phải là cháu đi mà nghề tại hoàng cung tại cung điện mà cái gì không được tại cháu đi mà nghề a sa ha ở đây nếu mà tao cứ ghép một chữ thì cũng được mà thêm cái chữ a sa ha ma sát hoặc ở đó cái phần này nó bị thiếu cái chữ này là thêm quả chữ ma tát là tháng rồi dừng tạm như đây ha. Dạ, cái chữ ra cháu với mình nên là cũng là hoàng cung đi là hoàn thành luôn ấy hoàng cung được không sư ra cháu với mình nên hay là dùng với mình nên thôi sư. Cái chữ ra chấp với mane nó rõ nghĩa. Chữ ra chấp với mane là nó chỉ cho đức của đức vua. Còn với mane thì nó chỉ là lâu đài bình thường của những người giàu có cũng được. Nhưng mà chữ ra chấp với mane thì nó rõ nghĩa hơn là chỉ là của đức vua thôi. Sư
sợ chân sợ là chữ a rồi chân trường âm á quý ma nê đó rồi anh sửa bài tập sửa đi rồi xong anh sư còn bài tập nâng cao đấy thì sao hả sư? Bài tập nâng cao thì sao thì được thành giờ rồi. Cô bảo nghe cái tiếng con lớn không cô bảo? Lớn rồi chị. Bây giờ là lớn rồi hoa. Không có nấu chỉnh gì nó không tự nhiên vậy giờ không biết. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Mãi bị rớt mà thóc ra thóc vô hoài. Ngọc Trân cho mình hỏi cái câu 3 mà bài tập Pali nâng cao được không Ngọc Trân? Yeah. Cái chỗ câu 3 ấy là cái chỗ ta ní ấy là dịch tiếng Việt là gì nhỉ Ngọc Trân nhỉ? Mình tìm mãi không thấy. Ta ní là nó đó. Là nó hả? Cái câu này yeah. Mình định dịch là thuở thơ ấu thái tử đã được học và hiểu rõ à? Thế còn cái ta ní này nó là gì? Kinh điển Vệ Đà và Người Thập Tấn Cung á. Hiểu rõ chúng. Chúng. Yeah. Thay nó thay thế. Cảm ơn nhé. Yeah. Dạ mọi người sửa bài xong hết rồi ha. Dạ xong rồi à. Dạ con kết thúc lớp học nha sư. Dạ. Buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Pali cho chúng con. Dạ kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên à. Nam mô Bhuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con xin thay mặt các học viên trong lớp xin đọc học kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasattha chappamattha devanaga mahittika bunyan no anumodam tusirang rakkhantu sasanam. Akasattha chappamattha devanaga mahittika bunyan no anumodam tusirang rakkhantu nogaru. Akasattha chappamattha devanaga mahittika bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nhà ta vô a ca sa tha cha phum ma tha đề va na ga ma ít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phum ma tha đề va na ga ma ít ti ca bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng ra khăn tu nô sa đa y đăng qua tô nô bồn nhân a sa wa kha ya wa hăng hôn tu a na ga tê ka lê sa thu sa thu sa thu sa thu. Mời quý học viên trở lại lớp Pali vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Giáo sư có nhiều sức khỏe và lớp có nhiều sức khỏe. Dạ kính chào cả lớp ạ. Dạ con kính đảnh lễ tri ân sư ạ. Con kính chào cả lớp ạ. Tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ con kính tri ân sư, chúc sư khỏe, chúc sư ngủ ngon. Rồi chúc sư khỏe.